Xin kính chào quý bà con, thưa quý bà con. Giá lúa cập nhật ngày 12 tháng 2, 2024, giá chưa có biến động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch có sôi động hơn, thương lái hỏi mua nhiều, chốt cọc lai rai, bà con nông dân chào giá có nhóm nhẹ. Giá tham khảo hôm nay. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000-7.200, nếp Long An 8.000-8.200, OM 380 8.200-8.300, IR 504 8.400-8.500, Nàng Hoa 9.700-10.000, Đài Thơm 8 8.600-8.700, OM 5451 8.300-8.400, OM 18 8.400-8.600, OM 4900 8.200-8.300. Tại Kiên Giang, IR 504 8.300-8.400, OM 380 8.200-8.300, Đài Thơm 8 8.600-8.700, OM 54 51 8.300-8.400, OM 18 8.400-8.600, Nàng Hoa 9.500-9.700, RVT 8.300-8.400, DS 1 7.800-7.900, ST 21 8.800-9.000, ST 24 25 9.200-9.400, OM 34 8.000-8.200, Jasmine 8.400-8.600, Javonica 7.600-7.800. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, IR 504 8.400-8.600, OM 380 8.200-8.400, Đài Thơm 8 8.600-8.800, OM 5451 8.300-8.500, OM 18 8.500-8.700, Nàng Hoa 9.600-9.800, ST 21 8.800-9.000, ST 24 25 9.200-9.400, Jasmine 8.400-8.600, Travonica 7.600-7.800. Tại Đồng Tháp, IR 504 8.400-8.600, OM 380 8.200-8.400, Đài Thơm 8 8.600-8.800, OM 5451 8.300-8.500, OM 18 8.500-8.700, Nàng Hoa 9.600-9.800, OM 4900 8.200-8.400, Nếp An Giang 7.000-7.200, Nếp Long An 8.100-8.200. Tại Sóc Trăng, IR 504 8.200-8.300, OM 380 8.100-8.200, Đài Thơm 8 8.400-8.600, OM 5451 9.000-9.200, OM 18 8.300-8.400, OM 4900 8.200-8.300, Tài Nguyên 8.700-8.900, RVT 8.300-8.400, VNR 20 8.300-8.400, ST 21 8.800-9.000, ST 24 25 9.200-9.400, DS 1 7.600-7.900, OM 34 8.000-8.200. Tại Bạc Liêu và Cà Mau, IR 504 8.200-8.300, OM 380 8.100-8.200, Đài Thông 8 8.400-8.600, OM 5451 9.000-9.200, OM 18 8.300-8.400, Nàng Hoa 9.300-9.500, RVT 8.300-8.400, ST 21 8.800-9.000 đồng, ST 24 25 9.200-9.400, DS 1 7.600-7.900. Tại Long An và Tiền Giang, nếp Long An 8.100-8.200, IR 504 8.400-8.600, OM 380 8.200-8.400, Đài Thơm 8 8.600-8.800, OM 5451 8.300-8.500, OM 18 8.500-8.700, ST 21 8.800-9.000 đồng, ST 24 25 9.200-9.400, Nàng Hoa 9.500-9.700, RVT 8.300-8.400.
tại Vĩnh Long, Trà Vinh. IR 504 8.300-8.400, OM 380 8.200-8.300, Đài Thông 8 8.400-8.600, OM 5451 9.000-9.200, OM 18 8.300-8.400. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.